Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay thấy ở ngoài không khí đã lạnh rồi. Tôi thì ở Củ Chi, sáng sớm thì phải khoác thêm một cái áo nhẹ nữa. Mùa đông lại đến rồi. Tôi thì đạo Thiên Chúa cho nên vừa phải có một cái giai đoạn gọi là tập hát để hát thánh ca vào đêm Noel. Cho nên cái thời gian nó cũng eo hẹp lại thêm một chút nữa. Tuy nhiên thì tôi cũng nói với quý vị và các bạn luôn, tôi sẽ vẫn có những video vào lúc 8 giờ hàng ngày vào buổi tối post lên trên cái kênh Luật sư Thu Đoàn, và chắc chắn là sẽ stop lại cho tới ngày 20 tháng 12. Tôi dành cái khung từ ngày 21 tháng 12 cho tới hết năm để dành livestream, để dành gọi là giải lao về tất cả những cái tôi sẽ có một cái dự định là quay một số cái nhà thờ. Chắc quý vị và các bạn dĩ nhiên trong cái những cái khách hàng của văn phòng luật sư, những khách hàng của chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta thì cũng có một số anh chị là tôn giáo. Cùng cung giáo với tôi. Tuy nhiên là nếu như trong trường hợp anh chị không cùng tôn giáo thì chúng ta cũng phải xem giống như là một cái loại hình nghệ thuật vậy cũng được nha. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay video tôi sẽ có một cái hướng dẫn về việc chó cắn ai bồi thường. Cách đây khoảng 3 năm tôi có một cái anh, nói chung là ở trạc tuổi cũng trên dưới tôi vậy, anh đến văn phòng, anh bảo là chị đưa cho tôi 800 ngàn. Thì tôi mới nói rằng là 800 ngàn này là tiền gì anh? Thì anh bảo với tôi rằng là con chó nhà chị nó cắn cái bà A. Thật ra thì khi nói tên bà A thì tôi cũng biết, tại vì thực sự gần như là chúng tôi cũng là người hàng xóm láng giềng. Nhưng mà anh là ai thì tôi cũng sẽ bí mật không nói cho quý vị và các bạn biết. Tuy nhiên thì tôi mới nói nhà tôi thì có nuôi chó thật anh ạ. Tuy nhiên là chó nhà tôi thì nó nằm ở trong cái vòng rào. Cũng nói với quý vị và các bạn thì nhà tôi có một cái sân vườn để cho thuê để bán cà phê. Còn bên cạnh thì nhà mình ở một cái khuôn viên độc lập. Và khi mà mình ở cái khuôn độc lập thì chó được ở phía trong cái hàng rào mà thôi. Tôi có điện thoại về, tôi bảo với má tôi rằng là má ơi, bây giờ chó nhà mình nó cắn ai vậy? Thì má mới nói rằng là không phải chó nhà mình cắn đâu, mà là chó của cái người chủ mà thuê quán cà phê. Thì quý vị và các bạn biết không, tôi đã bật loa lớn cho anh rằng là tôi bảo rằng là anh thấy đó, cái chủ của cái con chó đó là cái chị bán quán cà phê, chị thuê quán nhà tôi. Và thôi thì nói chung thì cũng rất là cảm ơn anh trong một cái việc là đã báo cho tôi biết rằng là để tôi báo lại với chị, và để đem cái người mà bị cắn đó đem đi chích ngừa. Và cuối cùng thì hai bên cũng đã thỏa thuận được, là chị chủ quán nói rằng là do là cái người mà bị cắn á, là họ đi mua ve chai, và khi mà bị cắn như vậy á, thì do chị vào chị gom những cái gọi là những cái lon nước ngọt, hay những cái lon để mà bán những cái gọi là phế liệu. Thì con chó ở trong nhà nó mới đẻ con cho nên nó cũng rất là dữ và nó đã cắn người. Và tôi cũng là trung gian giải thích rằng là trong trường hợp này thì thực sự là lỗi, mặc dù là lỗi của cái người mua phế liệu, mua ve chai, tuy nhiên rằng là chó cũng là chó của mình, cho nên thì thôi cứ chở cái chị này đi chích chó, cái chi phí thì phía bên chủ nuôi sẽ trả, và các bên đã hoàn tất xong. Thông qua cái video này tôi tặng quý vị và các bạn để quý vị và các bạn hiểu được rằng cái tính nhân văn trong những cái trường hợp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng
Đó là những trường hợp mà chẳng ai muốn cả. Khu vui chơi để không có quản lý chặt chẽ, để con gấu nó tấn công người, nó lấy đi một cái phần thi thể của một người nào đó, và cái người chủ nuôi của con gấu cũng đã bồi thường thỏa đáng, rất là tốt. Và chúng ta cũng nên hiểu được rằng đây là do súc vật gây nên, đây là do cây cối gây nên, đây là do những cái tác động mà ngoài cái ý chí của người chủ nuôi, ngoài ý chí của người chủ sở hữu. Cho nên cái từ thông điệp nhà làm luật họ gọi là bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ trở lại vấn đề trong trường hợp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng chó cắn thì có quy định ở Bộ Luật Dân sự năm 2015, quý vị và các bạn ha. Điều 603, bồi thường thiệt hại do súc vật gây ra. Chủ sở hữu súc vật phải bồi thường thiệt hại do súc vật gây ra cho người khác. Người chiếm hữu sử dụng súc vật phải bồi thường thiệt hại trong thời gian chiếm hữu sử dụng súc vật, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Chúng ta bỏ quy định của pháp luật đi, chúng ta chỉ nhớ đấy một điều rằng nếu trong trường hợp chúng ta đi đâu bị chó nhà người ta cắn thì chúng ta sẽ báo với chủ sở hữu và chúng ta sẽ đi tiêm ngừa. Còn nếu như trong trường hợp mà chủ sở hữu có những cái phản ứng là họ sẽ không có một cái trách nhiệm thì chúng ta hãy nên đến khiếu nại để họ phải có trách nhiệm đối với chúng ta. Và tôi nghĩ rằng trong tất cả những vấn đề và trong tất cả những thỏa thuận trong chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta, tôi vẫn đưa cho quý vị và các bạn nguyên tắc tự thỏa thuận vẫn tốt nhất. Thưa quý vị và các bạn, tôi sẽ cố gắng trong mỗi chủ đề mà tôi cảm thấy mới nè, tôi cảm thấy là cần thiết để đưa đến trong chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta, thì tôi sẽ để ra một cái chủ đề riêng. Và chắc chắn trong cái chủ đề lần này thì tôi sẽ đợi để trong cái chủ đề gọi là bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. Các bạn nhớ nha, nhớ trong cái danh sách playlist là bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta, và tôi là luật sư Đoàn Thị Thiên Thanh Thu. Xin cảm ơn quý vị và các bạn.